Chào mừng các bạn đến channel của mình. Bữa nay mình sẽ cầm 4 tờ 5 đồng nha. Thì cái thể loại chơi như sau. Thấy cái money này á là trúng một giải symbol automatic trúng luôn, nhân 5, nhân 20. Và thấy cái wallet đó là trúng hết 12 giải luôn. Ok, giờ mình sẽ cào luôn. Vô luôn. Vô đi. Đây. Giờ vô. Con số đầu tiên là con số 27 nha. 22. Ủa 22 á. Xịn quá rồi. Xịn nữa rồi. Kế tiếp là con số 1. Và sau đó là con số 23. 26. Có mấy số sau đây mình trúng nha. Thấy cái wallet là trúng 12 giải luôn nha. Số 9. 100 đồng. 25. 26 rồi 25. Nó nhảy con 24 bây giờ. 17. Lâu lắm rồi mình không trúng luôn á. 15. Rèm 15. Đam mê. 18. Đam mê có gì sai không? Không trúng là sai quá sai luôn. Không trúng là đi Đức luôn á. Dạo này xăng cũng mắc rồi các bạn. Số 8. Vô. 13. Trời ơi, ra hai mấy không mà cào toàn mười mấy không là sao vậy? Là mình đen á. Lừa đảo. 27 kìa. Mới nói. 2 cho tôi cứu lừa. Không có buồn nào chứ. Trời ơi. Số 4. Next week hình như là tháng sau nó có vé số mới. Nữa hả? Ừ. Different one. 19. 10 trứng á. Trứng. Rồi, 16 là đi bụi á. Rồi, đi mua một tờ rồi. Em cào hai tờ thôi nha. Ừ. Sao xa vậy? Xuống. 4 tờ cũng mới có một tờ trúng chứ. 4. 25. 29. 20 trứng nữa, nó trứng nữa rồi. Trời ơi, sao toàn 20 mấy không vậy ta? Rồi sao? Tinh 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 tinh. 26. Trời ơi, hết hồn tưởng chung. 26 bên đây nè. 26 bên tờ bên kia. $1 million. Trời ơi, 26 bên tờ bên kia. 23. Trời ơi, 23 bên tờ bên kia luôn. Oh. 28. Ê, chúng kìa. Đèn 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 đèn. Số 1. Trời ơi, cái số này mà cái tờ này mà nằm bên bên tờ bên kia là tao nói trúng. 15. Không. Thôi thôi đó. Số 7. 25. 25 kìa. Trúng kìa. 25. Tên. Còn con rồi đó. Còn hai con luôn. 29 nữa. Rồi còn con nữa đó. Số 10. Bắt đầu rồi. Chúng 20 hả? Hai chung trăm chứ. Oh shit. Dạy thật. Oh shit. 10 đồng. Yeah. Trời ơi, 20. Mình tính mình đoán được số 2 nhưng mà không ngờ là số ra số 2 thôi à, còn không có số 0. Không nhỏ, không phải không bự. Không nhỏ thôi, không rồi, bự. Trúng 10 đồng rồi. Rồi cào tiếp luôn đi. Thôi cào đi. Biết. Cào đi, không cào đâu. Ok, ok, đỡ tay. Rẹt tay.
Hay quá. Con số sau đây là số 4. Số 4, số 6, 22, 18. Số 6. Ui, 22 là trúng nè. 5 đồng. Mạnh mẽ ghê. Số 2 không trúng. 11. 23. Trời ơi, sao cho mình trúng 5 ngàn đi. 5 đồng trúng chi. 14. Số 7. 5.000. 27. Cào chúng 22 luôn mới ghê chứ. 28 luôn. 12 luôn mọi người. 24. 21. 29. Vậy là tờ này chỉ có trúng được 5 đồng thôi nha các bạn. Tờ này trúng được có 5 đồng mà. Quá nhanh, quá nguy hiểm rồi. Mình làm chớp nhoáng quá. Mấy bạn thông cảm nha, dạo này mình gần lễ quá, bận quá, mình cũng ít khởi số nha các bạn. Ok. Vô nè. Mười lăm có 24, 17 có 27, 18, 23 không trúng, 22 không trúng luôn, buồn cho cuộc tình luôn, đắp mộ cuộc tình luôn. 11, 21, 26, số 2, ok, trả lời xong đi bụi rồi. Vậy là mình mua 20 đồng, mình chỉ trúng được có 15 đồng thôi nha các bạn. Vậy là mình lỗ hết 5 đồng đó. Ok, nếu các bạn thấy hay đăng ký channel mình bên dưới nha. Thank you các bạn nhiều.